Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay tiếp tục giới thiệu với quý vị một con đẩy bi quay CS800. Thì những cái dòng bi quay này nó cái chất âm của nó luôn đi vào lòng người nha quý vị. Được rất rất nhiều anh em chơi audio ưa chuộng và tìm kiếm để sưu tầm. Thì những cái dòng này vừa hát karaoke vừa nghe nhạc luôn, tiếng nó cực kỳ hay quý vị, bass nó trầm ấm có độ lực, mid chép thì nó rất là sáng tươi, rất là chi tiết. Nghe nói với những dòng này, đối với con 800 này, model 800 này thì nó chạy 16 con sòi sắt Motorola nha, 16 sòi sắt Motorola. Đây những cái đèn tín hiệu nha, bảo nè, đây trước mặt đây nó khẳng định thương hiệu luôn, máy dừng nút à nha, nghe đây luôn nha, mặt quay nhôm vậy rất là đẹp, quay cầm nha, phía trên là cái bảng mạch vĩ mạch, ở bên trong cái bản đồ để quý vị kết nối ha, rất đẹp, quạt gió rất là to. Có rất nhiều cái nút chế độ chúng ta để chúng ta gạt như vậy, nhưng mà cái nào không xài thì chúng ta không để ý tới. Hai cầu lo, hai ngõ vào ha, chỉ biết như vậy thôi. Nó có chế độ vừa đai đánh tổng lực nữa nha quý vị. Con này thì cũng là điện 120V. Nó cũng là điện 120V. Điện 120V. Và đặc biệt quý vị, công suất con này cũng là 1500W nha. 1500W 120V. 1500W luôn. Có bề ra đánh tổng lực. Một lần nữa nó khẳng định Made in USA ở đây nha. Nó sợ biết nó sợ nó không phải Mỹ, nó đóng Mỹ tùm lum hết. American. Made in USA. 1500W có nghĩa là con 800 này cái công suất thực thụ của nó thật sự nó cũng không thua gì cái con này nha. 16 sò. Những dòng này quý vị có thể hát karaoke và nghe nhạc rất hay, không thể chê được đâu. Con này thì nó tầm giá 10 triệu thôi. Xịn sò nha quý vị. Những cái đẩy như thế này thì thời điểm hiện tại rất là hiếm, đặc biệt là cái thời gian này gần Tết này quý vị hay hát hò karaoke các kiểu. Những con đẩy này mà ghép với lò JBL hay sạc Queen Vega hay là gì đó, hoặc là B-Way cùng với nó này, thật tuyệt vời. Nó cạn lời không thể nói gì hơn nữa nha. Đây con đẩy Yamaha lúc sáng giới thiệu nha, rất đẹp quý vị. Con này đẹp khen luôn, kiểu dáng rất là hầm hố, đánh 28 con rồng. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn quý vị. Các bạn nhớ đăng ký kênh, chia sẻ với người thân bạn bè, những ai có nhu cầu mua sắm audio nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây, xin cảm ơn.